cục khe đúng không ạ, tăng thêm độ sexy. Thì em nghĩ là em này, em AN01 đúng không ạ? AN01 các chị nhá, có gọng này. Đó, em thấy là nhiều chị hỏi em là trời ơi có gọng sao chẳng mách chẳng thấy lên có gọng. Đây có gọng, em xin phép lên luôn mẫu có gọng cho các chị nhá. Mua à, 3 áo có được tặng quần không em? 3 áo các chị ơi. Nếu mà 3 áo thì nếu mà với ALH18 là có chị nhá. Bên em thì không cần, quan trọng là các chị mua bao nhiêu cái áo, mà chỉ cần hóa đơn trên 300k. Chỉ trên 300k là mình được tặng luôn một chiếc quần này rồi các chị nhá. Đó, quần này không chỉ là ken bụng các chị nhá, không chỉ là ken cái vòng hai của mình, mà đằng sau nó còn cả định hình mông luôn các chị nhá. Đó, những chị nào mà mông nó hơi xẻn một chút xíu, mình mặc cái này lên là ghen lên, trời ơi đẹp chết được luôn các chị nhá. Tròn xoe và nhìn căng luôn các chị nhá. Dạ vâng, em xin phép chuyển tiếp qua AN01 các chị nhá. AN01 ạ, AN01 có hai màu cho mình lựa chọn các chị nhá. Một màu là tím nhạt này, màu thứ hai là màu đen truyền thống các chị nhá. Em này thì mình có gọng các chị nhá. Cái em này là có gọng này và nó là nửa quả các chị nhá. Đó, cực kỳ sexy luôn. Chị nào mà muốn nâng đỡ, nâng đẩy lên cho cái vòng một của mình nó đầy đặn hơn một chút xíu thì chọn em này là màu là cực kỳ là hữu ích luôn đúng không các chị nhá. Đó, em này thì mình có đủ size số các chị nhá, S, M và L luôn. Thế là mình yên tâm nhá các chị nhá. Và đây, em quay trực tiếp đằng trước và đằng sau em AL01 này cho các chị xem nhá. Đó, AN01 các chị nha. Nếu mà chị nào ưng mẫu này vui lòng comment cho em AN01 luôn các chị nhá. Với cái giá là cực kỳ ưu đãi 129k một em các chị nhá. 129k một em luôn các chị nha. Cảm ơn em, chào chị Uyên Hoàng này. Đó, bên mình các chị nha có 4 nấc cho mình có thể cài các chị nhá. Thế các chị yên tâm là không lo là chật hay là rộng đâu các chị nha. AN01 thì mình có hai màu luôn các chị nhá. Hai màu này. Đó, chị nào mà ưng em AN01 này vui lòng comment cho em mã số AN01 kèm số điện thoại luôn các chị nhá. Và 129k tiếp tục luôn các chị ạ. 129k đồng giá 129k là em này nữa các chị nhá. Em này thì mình có 3 màu. Đây là em AN02 các chị nhá. AN02 thì vậy lấy cho chị thêm một chiếc ALH18 màu đỏ nữa nhé. Dạ vâng, em đã nhìn thấy đơn hàng của chị Hồng Ngàn rồi. Chị Hồng Ngàn ơi, chị để lại cho em số điện thoại chưa chị nhỉ? Chuyên viên tư vấn ơi, các chị check hộ em xem chị Hồng Ngàn có để lại số điện thoại chưa ạ? Để lại số điện thoại chưa nhỉ? Rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chị Hồng Ngàn ơi, thì bên em sẽ gọi điện vào chốt đơn hàng sớm nhất có thể với mình chị nhá. Đó, hình như là chị Hồng Ngàn đã lấy 3 chiếc rồi đúng không ạ? Chị Hồng Ngàn lấy mấy chiếc nhở? Anh nhở? Chị Hồng Ngàn ơi, nếu mà chị đã lấy 2 chiếc rồi thì em khuyên chị là mình nên lấy một chiếc nữa để mình được tặng free một chiếc quần này các chị nhá. Bởi vì một chiếc quần này mua bên ngoài đã là 150k rồi. À, chị Hồng Ngàn đã lấy 3 chiếc rồi đúng không ạ? Dạ vâng, em rất là cảm ơn chị Hồng Ngàn luôn. Một chiếc quần ken mụn chỉ giá 150k đã về tay của chị Hồng Ngàn rồi. Đó, các chị ơi, hôm nay chỉ cần là hóa đơn trên 300k thôi là mình được tặng ngay free một em quần ken mụn luôn các chị nhá. Dạ vâng, em chào chị Dung Thanh này. Các chị ơi, em xin phép chuyển lại qua AN02 các chị nhá. AN02 vẫn là 129k các chị nhá. Em lộn mất, 129k các chị nhá. Vừa nãy là 99k rồi và bây giờ là 129k cho một em như thế này các chị nhá. Vừa nãy là AN01 thì nó có gọng, còn AN02 là không có gọng các chị nhá. AN02 mặc rất là thoải mái luôn. Những chị nào mà em nghĩ là vừa mới sinh em bé xong hoặc là đang có em bé, mình mặc những cái bộ đồ này rất là thoải mái luôn các chị nhá. Buổi tối mình không phải cởi áo ra trước khi đi ngủ các chị nhá. Các chị mặc luôn cho em đi ngủ cũng được, đều thoải mái nhất các chị nhá. Đó, AN02 thì mình có 3 màu cho mình lựa chọn các chị nhá. Nhiều hơn một màu với em AN01. AN02 mình có 3 màu, một là màu tím này. Đó, màu tím cũng cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Hai là em màu da. Em thấy màu da và màu đen thì các chị mặc khá là nhiều đúng không các chị? Đó, ba là em màu da các chị nhá. Những chị nào mà ưng em này vui lòng comment cho em AN02.
Mẫu đó tên gì bạn chị Dung Thanh ơi, AN02 chị nhá. AN02 kèm số điện thoại luôn chị nhá. AN02 hiện tại đang có giá là 129k thôi các chị nhá. Và ngày hôm nay chương trình Black Friday mới có giá như thế này các chị nhá. Còn nếu mà không còn chương trình này nữa thì nó sẽ quay trở về với giá gốc là 320k các chị nhá. Dạ vâng, em nhìn thấy đơn hàng của chị Dung Thanh rồi, AN02 đúng không ạ? Chị Dung Thanh ơi, bên em thì bên chuyên viên tư vấn của em sẽ gọi điện và chốt đơn hàng, gửi hàng sớm nhất có thể với mình các chị nhá. Đó. Chị Thanh Thảo ơi, AN01 và AN02 bên em đang sale còn lại là 129k chị nhá. Còn đối với em ALH18 ALH18 với là sexy mà cực kỳ sexy như thế này chỉ có giá là 99k thôi chị nhá. Có áo ngang không em? Có chị ơi, áo ngang đúng không ạ? Áo ngửa quả mình đỡ lên trên đúng không? Chị Mơ Ninh ơi, chị muốn mặc có gọng hay không có gọng nhỉ? Áo nâng ngực hay sao em? Chị Thanh Thảo ơi, bên em có một chỉ một mẫu nâng ngực thôi chị nhá. Đó chính là cái mẫu mà có gọng như thế này. Đó còn ALH18. ALH18 thì mình không có gọng chị nhá, bởi vì sexy thì làm gì có gọng đúng không ạ? Nếu mà đã nói về sexy thì mình chỉ là sự thoải mái và làm sao cho hở nhất có thể chị nhá. Đó. Cái mút này cực kỳ là thoải mái luôn các chị nhá. Cho em xem lại áo gen kia ở đây ạ. À, em thấy là em ALH18 từ vừa nãy giờ các chị hỏi rất là nhiều luôn. Hình như là cái độ hot của em này là cực kỳ luôn các chị nhá. ALH18 là em cực kỳ sexy, cực kỳ quyến rũ luôn. Các chị có thể mặc đi bơi này, đi tập thể thao hoặc có thể là mình chụp ảnh sexy đúng không ạ? Indo, Indian đều được luôn các chị nhá. Đây, bốn màu cho mình lựa chọn, một là màu đỏ này. Các chị thấy không ạ? Quá sexy luôn, mặc em này mà chồng bỏ chồng xê, chồng phải quay lại chồng mê luôn các chị nhá. Có sai không ạ? Chị ơi có sai chị nhá. Chị Nguyễn Tuyết ơi có sai ạ, sai từ S và M và L luôn các chị nhá. Nâng ngực loại mút vừa chứ em. Nâng ngực loại mút vừa chứ em. Nâng ngực loại mút đúng không ạ? Nếu mà nâng ngực thì chị Thanh Thảo ơi, em nghĩ là cái em AN01 này đó nó có gọng này các chị thấy không ạ? Đây là nửa quả các chị nhá. Nửa quả thì mình sẽ đỡ được cái vòng mồm của mình lên, cực kỳ sexy luôn các chị nhá. Bình thường em mặc size 34 em ơi, em mặc size S em nhá. Nguyên Tuyết nhá, size S đúng không ạ? Đó. Nếu mà Nguyên Tuyết ơi, nếu mà em ưng mẫu này thì em vui lòng comment cho chị ALH18 nhá. ALH18 kèm số điện thoại luôn. Dạ vâng, em nhìn thấy đơn hàng của chị Lương Nguyễn rồi. Chị Lương Nguyễn ơi, size 38 tất nhiên là có chị ơi. Bên em thì từ S và M và L luôn các chị nhá. Vòng ngực của mình mà trên 90 mình cũng có size luôn chị nhá. Thế các chị yên tâm ạ. Chị Lương Nguyễn ơi, chị vui lòng comment cho em mã số ALH18 kèm luôn số điện thoại luôn chị nhá. Bởi vì không có số điện thoại thì bên chuyên viên tư vấn của em sẽ không gọi điện vào trước đơn hàng cho mình được các chị nhá. Đó. Từ vừa nãy giờ em cầm đi cầm lại cái ALH18 thôi. Em nghĩ là vừa nãy hơn chục cái đơn hàng thì phải có chỉ là em ALH18 thôi đúng không các chị? Đó, từ hồi nãy giờ nếu mà 20 đơn hàng thì cái em này phải là mười mấy rồi, 13 rồi, 14 đơn hàng rồi. Đó, em xin dơ lại cho các chị mà vào sau các chị nhá. Đây, ALH18 luôn, 99k các chị nhá. 99k chỉ có trong ngày hôm nay thôi, chỉ có trong chương trình Black Friday mới có thôi các chị nhá. Thế nên là chị nào mà ưng thì vui lòng chốt ngay cho em đi các chị nhá. Bốn màu cho mình lựa chọn luôn các chị nhá. Đó, làm gì mà có cái giá mà ưu đãi như thế này. ALH18 99k chị nhá. Chị Lương Nguyên ơi 99k chị nhá. Đó. Chị Lương Nguyên ơi, chị vui lòng cho em xin số điện thoại luôn chị nhá. Chị có số điện thoại thì bên em mới chốt hàng được cho mình chị nhá. Cho chị xem lại AN02, chị Hồng Ngàn ơi, AN02 đúng không ạ? AN02 của bên em là không gọng chị nhá. AN01 thì có gọng, AN02 không có gọng chị nhá. Đó, đây ạ. Em này thì nó hơi vát lên một tí các chị nhá, cực kỳ sexy luôn. Cái vòng một của mình ấy, nếu mà nó vát lên thì chỗ mà đoạn giữa của mình này nó sẽ hở khe rất là nhiều luôn chị nhá. ANH18 size S màu đen. Dạ vâng, em nhìn thấy đơn hàng của chị Nguyễn Tuyến rồi. Chị Nguyễn Tuyến ơi, bên em thì sẽ gọi điện vào chốt đơn hàng sớm nhất cho mình chị nhá. Đó,
Lưu ý giúp em là ngày hôm nay nếu mà đơn hàng nào mà trên 300k, em xin phép tặng Flory nhé. Tặng Flory một chiếc quần gen mụn, những chị nào mà vòng hai của mình nó hơi to một xíu thì em khuyên thật sự là các chị nên mua một chiếc quần gen mụn như thế này. Đó, mình ghét cái vòng hai của mình lại. Nếu mà mình có mặc những cái bộ đồ mà body hay là những quần áo bình thường, mình ghét cái vòng hai của mình. Vòng hai của mình nhỏ hơn một chút xíu, mình mặc sẽ rất là đẹp luôn, đúng không các chị? Đó, quần gen bụng này không chỉ là quần gen bụng bình thường như ngoài kia các chị nhá, đằng sau đây ạ còn có định hình mông nữa. Thế là các chị yên tâm mặc cái này lên là quá là chuẩn luôn rồi các chị nhá. Đó, trong livestream này thì trên 300k, thế hóa đơn trên 300k em tặng free luôn các chị nhá. Và những chị nào mà chia sẻ cho em nhiều nhất, em cũng sẽ tặng cho chị một chiếc quần luôn các chị nhá. Dạ vâng, em nhìn thấy số điện thoại của chị Lương Nguyễn rồi. Chị Lương Nguyễn ơi, bên em sẽ gọi điện và chốt đơn hàng sớm nhất có thể với mình chị nhá. Đó, chị Hồng Ngàn ơi, chị muốn xem AN02 màu gì chị nhở? Đây, màu da này, màu đen và một màu tím nhá chị nhá. Màu tím này, tím nhạt. Em này mặc cũng cực kỳ thoải mái luôn các chị nhá. Đây, dây co giãn này, có áo cúc ngực, mặc áo trễ vai không ạ? Áo cúc ngực à? Áo cúc ngực mặc áo trễ vai đúng không? Chị Nguyễn Tuyến ơi, hôm nay bên em lại ở trong chương trình Black Friday lại không có rồi chị nhá. Nếu mà chị muốn xem mẫu gì chị vui lòng inbox hộ em với chị ạ. Chị inbox với shop em và shop em sẽ cho chị xem mẫu chị nhá. Có set gen không shop? Chị Trang Phạm ơi, có set gen chị nhá. Set gen bên em là độc quyền luôn chị nhá. Set gen của bên em là độc quyền luôn. LH51 chị nhá. Chị nhớ vui lòng à. À các chị ơi, các chị vui lòng nhớ cho em cái mã số chị nhá. Các chị nào mà chốt đơn hàng vui lòng comment cho em mã số kèm số điện thoại luôn chị nhá. Dạ vâng, em lên mẫu cho chị Trang Phạm xem luôn chị nhá. Chị Trang Phạm ơi, bên em đang có một set luôn chị nhá. AN02 đệm dày hay mỏng xốp? Chị Lương Nguyễn ơi, AN02 là đệm mỏng chị nhá. Đệm bình thường, không quá mỏng mà cũng không quá dày các chị nhá. Bên trên của nó là mỏng một chút xíu và bên dưới nó hơi dày một tí các chị nhá. Hơi dày chỉ là nhích hơn một chút xíu thôi để cho cái vòng bên dưới của mình nó nâng lên đấy chị. Đó, nâng lên thôi. Cái này là cực kỳ mỏng luôn chị nhá. Đó, quá thoải mái luôn. Có nhét thêm đúng không? Chị Lương Nguyễn ơi, em thấy là một cái nó cực kỳ là hữu ích luôn chị này. Vừa nãy chị chuyên viên chị mới nói em mới nhớ ra. Các chị nhá, nếu các chị muốn này,